Tại sao Trung Quốc vẫn mãi không thể chiếm được Việt Nam? Trung Quốc, người hàng xóm lúc nào cũng trong tâm thế muốn xâm chiếm Việt Nam bất cứ lúc nào. Từ những năm đầu dựng nước, dưới thời Tần Thủy Hoàng, rồi đến những năm gần đây, dù không trực tiếp mang quân sang đánh chiếm, thế nhưng vẫn dùng những tàu cá ngang nhiên đâm vào tàu Việt Nam, đặt giàn khoan hoặc là sử dụng truyền thông để bịa ra đường lưỡi bò vô căn cứ. Thậm chí cũng đã từng có quá khứ 1.000 năm đô hộ. Thế nhưng Trung Quốc vẫn không thể nào xâm chiếm được Việt Nam. Vậy tại sao lại như vậy? Hãy cùng DHT tìm hiểu xem sao nhé! Đây, bạn hãy nhìn xem, có thể thấy được là giữa biên giới Việt và Trung được chia cắt bởi 5 dãy núi lớn. Cụ thể, đó chính là dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy Bắc Sơn và dãy Đông Triều. Bên cạnh đó, các khu vực đồi núi này còn kéo dài, tạo thành những hình cánh cung. Trong đó có dãy Hoàng Liên Sơn, có nhiều ngọn núi cao trên 2.800m và có đỉnh Phan Xipang, đỉnh núi cao nhất Đông Dương với độ cao 3.143m. Chỉ có địa hình 4 cánh cung còn lại, tạm xem là có địa hình bằng phẳng dưới 1.500m. Cho nên nếu nhìn bản đồ và đoán thì có thể thấy được con đường nằm giữa cánh cung của dãy Bắc Sơn và dãy Đông Triều này có thể coi là đi được. Việc di chuyển khó khăn do địa hình đồi núi là vậy. Thế nhưng bên cạnh đó, dân bản địa cũng là một thử thách đối với những kẻ có ý định muốn xâm lược nước ta. Từ quá khứ, các vua chúa Việt Nam đã có một truyền thống từ xa xưa là tạo dựng mối quan hệ tốt với các dân tộc nơi đây. Một mặt, chính sách này giúp kết nối các dân tộc, tạo thành một khối đại đoàn kết, tránh các cuộc bạo loạn xảy ra. Mặt khác, nếu không xây dựng mối quan hệ một cách vững chắc, thì các dân tộc miền núi dựa vào địa hình hiểm trở thì khó có thể nào để triều đình có thể đánh dẹp hoàn toàn được. Trên thực tế, đã từng có sự phát triển của những tổ chức tự trị của người Mông ở miền núi từ triều đại phong kiến, kéo dài cho đến thời kỳ Pháp thuộc. Mặc dù các triều đại này đã ra sức chấn áp bằng nhiều cách khác nhau, một lý do khác nữa chính là các vua chúa Việt Nam cũng muốn dùng các dân tộc là vùng đệm với vị trí như là tai mắt phòng khi Trung Hoa sang xâm lược. Nhờ vào đó mà các vương triều Trung Quốc muốn phát động một cuộc chiến chớp nhoáng và đánh đòn phủ đầu để mà nói là cực kỳ khó. Trong lúc quân đội Trung Quốc đến thì Việt Nam ta cũng đã có nhiều thời gian quý báu để lên kế hoạch cũng như điều binh khiển tướng rồi. Yếu tố thứ hai phải nói đến chính là địa hình của khu vực Thăng Long, được đặt ngay cạnh Hà Nội. Nghe cái tên thôi thì cũng đã biết được địa hình của vùng này trông như thế nào rồi đúng không ạ? Hà là sông, còn nội là bên trong, có nghĩa đây là khu vực có rất nhiều con sông bao quanh. Vậy thì địa hình như vậy ảnh hưởng gì đến các cuộc chiến? Đối với quân và dân ta, với mạng lưới sông bao quanh, đây chính xác là một căn cứ quân sự tự nhiên đầy hoàn hảo. Xung quanh Hà Nội là sông nước. Nếu chiến tranh xảy ra, chúng ta đã có ngay một khu vực cực kỳ thuận lợi cho việc trồng trọt để bổ sung lương thực thực phẩm rồi. Bên cạnh đó, nếu quân xâm lược có đến đây thì cũng chính là một địa hình khá là khó khăn để có thể tiến đánh vào. Sau khi trải qua biên giới với địa hình đồi núi và sự ngăn cản của các dân tộc vùng cao, giờ đây khi vào đến thủ đô, họ lại phải đối đầu với việc làm thế nào để trải qua các con sông lớn một cách khéo léo, phải bơi, phải lội, sao cho vẫn giữ nguyên được đội hình trước sự chống chọi quyết liệt của dân ta. Đó là đối với bộ binh, ấy thế còn thủy binh thì sao? Họ sẽ phải đối mặt với những con sông nhỏ với địa hình phải nói là khá phức tạp để lèo lái. Tàu chiến khi đi qua thì chỉ có thể hoàn toàn chịu sự bắn phá vô cùng tàn khốc. Đó là những khó khăn về mặt địa hình của nước ta. Thế nhưng địa hình của Trung Quốc cũng gây cản trở không kém. Các triều đại Trung Quốc thường tập trung một phần lớn lực lượng tại Hoa Bắc. Vì vậy, kinh đô của Trung Quốc thường được đặt tại 3 điểm: Bắc Kinh, Tây An và Khai Phong. Nếu cho hành quân xuất phát từ 3 điểm này để đến được thủ đô Hà Nội, thì trung bình quãng đường mà bộ binh sẽ đi rơi vào khoảng 2.325 km. Tính ra, cũng gần gấp đôi so với chiều dài của nước Việt Nam. Như vậy có thể thấy được, nếu đem quân từ những vùng này kéo xuống Việt Nam thì phải nói là vô cùng tốn kém và mất rất nhiều chi phí lẫn thời gian. Nếu mà họ chiến đấu và muốn bổ sung thêm lực lượng thì có lẽ việc di chuyển quãng đường từ điểm đóng quân đến điểm xảy ra chiến sự ắt sẽ bị chậm trễ. Nói gì thì nói, riêng cái việc đảm bảo sao cho đủ lương thực để hành quân xuống nước Nam cũng rất là vấn đề nan giải rồi phải không nào? Đó là địa lý đã hậu thuẫn rất tốt cho chúng ta về mặt phòng thủ là như vậy. Thế nhưng, khí hậu cũng đã giúp chúng ta nhiều không kém. Về khí hậu, tại miền Bắc Việt Nam được chia thành 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Với sự đa dạng về mùa như vậy, cũng đồng nghĩa với việc những kế hoạch chiến đấu cần phải được tính toán sau thời điểm lập ra kế hoạch rất lâu để có thể phòng trừ những điều do thời tiết không mong muốn mang lại. Đầu tiên,
nếu họ muốn đánh chúng ta vào thời điểm mùa xuân, thì trùng hợp đây đều là ngày nghỉ của cả đất nước ta và anh bạn hàng xóm này. Do đó, xét về mặt tinh thần chiến đấu không thôi thì cũng là điều không thể rồi. Cũng vì lý do này mà quân ta rất nhiều lần tận dụng cái Tết để hất bay quân địch ra khỏi Việt Nam. Cụ thể, vào Tết Kỷ Dậu năm 1789, vua Quang Trung phán đoán quân Thanh rằng quân ta cũng phải ăn Tết như họ nên thanh thản không phòng thủ. Và quả đúng là như vậy, cuộc chiến bất ngờ với quân Thanh ngay đúng dịp Tết đó đã giúp vua Quang Trung đại phá được 29 vạn quân Thanh, đuổi chúng ra khỏi bờ cõi của nước ta. Vậy quân ta không hề ăn Tết ư? Không hề, đó là bởi quân ta đã đặt độc lập đất nước lên trên hàng đầu. Và trước đó, nhà vua đã có lời hứa trong lễ khao quân rằng sẽ cho toàn quân ăn Tết lại vào ngày mùng 7. Còn vào mùa hạ thì sao? Miền Bắc Việt Nam với cái khí hậu cận xích đạo chắc chắn cũng không mấy dễ chịu gì với những binh sĩ phương Bắc vốn đã quen với không khí lạnh. Đặc biệt vào mùa hè, các căn bệnh như tả, sốt rét, cúm cũng có thể dễ dàng gây bệnh cho các binh sĩ. Mà cái hồi lúc y học chưa phát triển, những ai bị mắc căn bệnh này đúng là chỉ có chờ chết mà thôi. Và với việc chưa kịp đánh đã có những người binh sĩ bị chết vì bệnh thì đúng là mất tinh thần cho họ. Đặc biệt ở miền Bắc, mùa hạ còn có những cơn mưa rào đổ bộ. Điều này làm cho con đường hành quân trở nên càng khó khăn hơn khi bùn đất có khi lại càng ngập lụt. Hãy thử tưởng tượng bạn đi một chiếc giày thấm đẫm nước mưa, cảm giác như nhét tạ vào chân, nặng trĩu, chưa kể bùn đất trơn trượt dưới chân, thì đủ hiểu việc khiến cho hành quân trở nên hạn chế như thế nào rồi nhỉ. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng còn khiến cho nhiều loại đồ ăn có thể dễ dàng hỏng trong quá trình di chuyển. Còn mùa thu và đông thì sao? Bạn có thể nghĩ rằng đây là thời điểm tuyệt vời vì đã có phần chênh lệch nhiệt độ rất ít so với anh bạn phương Bắc rồi. Thế nhưng, một cuộc chiến tranh có mục đích đâu phải là 3 tháng, một mùa là xong. Mục tiêu chiến tranh cũng là điều quan trọng trong chiến lược cũng như sự thành bại của cả hai bên. Từ khi bị đô hộ 1.000 năm, nhân dân ta luôn chịu nỗi căm uất do những gì mà phương Bắc mang lại. Chúng ta vùng lên chống trả, ấy là vì gia đình, vì tổ tiên, vì những gì mà ông cha ta đã giữ gìn, cao hơn cả là vì quê hương, đất nước. Tinh thần đó chắc chắn sẽ sôi sục hơn cả so với những chiến sĩ bị bắt đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ và rồi đánh nhau. Những người chỉ đánh nhau vì chính sách của người cầm đầu, vì một chút tiền, lộc lá hay phần thưởng ít ỏi được ban tặng sau khi cuộc chiến kết thúc. Như vậy thì không phải ai cũng muốn hy sinh cho những điều đó. Dù gì thì con người cũng sống dựa trên tình cảm mà. Điều này được thấy rõ khi quân Thanh sang xâm lược nước ta. Nguyễn Tiếp đã nói, bây giờ trong nước trống không, lòng người tan rã, quân Thanh thì ở xa tới, mà lòng bọn tướng soái thì huênh hoang tự đắc. Chúng không cần biết tình hình quân ta yếu hay mạnh, lương binh và trận chiến sẽ xảy ra như thế nào. Còn quân lính thì phân vân, không biết là sang đánh hay đến giữ theo sự khẩn khoản của vua Lê. Nên chiếm luôn lãnh thổ của nhà Thanh hay giữ lời với Lê Chiêu Thống, ngay từ đầu mục đích đã không hề rõ ràng. Ấy thế mà quân ta có thể xoáy sâu vào đó nhằm tạo ra yếu điểm của kẻ địch để rồi chúng ta có thể dễ dàng chiếm được thành Thăng Long. Như vậy có thể thấy được là có rất nhiều lý do vì sao mà Trung Quốc dùng thủ đoạn mãi mà vẫn không thể xâm chiếm được nước ta rồi phải không nào? Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ nguyên nhân nào to lớn khiến họ không thể đánh chiếm được Việt Nam trong biết bao nhiêu năm lịch sử như vậy? Hãy để lại bình luận phía dưới cho DHT được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.